video này không hề có thế lực nào đứng sau và anh Minh không phải là Sam fan đúng không? Đấy, thưa quý vị và các bạn, một người mà sử dụng Samsung rất là nổi tiếng trên các mạng xã hội rồi. Cái này không phải là chỉ có một mình là người nhận ra điều đó. Chúng anh em nó quay trở lại Relapse. Có cung thì mới có cầu. Năm nay chúng ta ra dòng điện thoại gập mới, không có quá nhiều sự thay đổi đặc biệt. Mình nghĩ rằng bản chất đây nó vẫn phải là liên quan đến thị trường. Và bởi vậy nên mình đã mời đến một phóng viên, một nhà báo đến từ những trang thông tin điện tử và đến từ những trang mạng của chúng ta. Genka.vn, anh Minh. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn bạn Relapse đã cho mình tham gia chương trình này. Em đang muốn hỏi anh một chút về thị trường của chúng ta trong năm gần đây. Có vấn đề gì đang xảy ra thị trường điện thoại? Chúng ta đều hiểu đúng không ạ? Thì như các bạn biết là năm nay là năm là khá là khó khăn với nền kinh tế chung. Thì thực ra là bây giờ cũng để thuyết phục người dùng nâng cấp điện thoại rất là khó. Đặc biệt là với cái một cái sản phẩm mà đã có độ bão hòa cao trong những cái năm nay. Thế cho nên là các điện thoại năm nay là đều có những cái chiến lược rất là riêng để có thể thu hút người dùng. Nhưng mà anh có đồng ý với một việc là năm nay họ nâng cấp quá ít không? Và tại sao chúng ta nhìn sang những dòng điện thoại Trung Quốc, rất nhiều người so sánh tại sao chúng ta không mua điện thoại Trung Quốc mà tại sao Samsung vẫn tự tin để cho ra những dòng điện thoại mà nó có nâng cấp không đáng kể này? Tại Việt Nam ấy, ít nhất là tại Việt Nam, thì khi chúng ta mua một cái điện thoại thì không chỉ đơn thuần là chúng ta mua một cái sản phẩm công nghệ mà nó còn là mua cái hình ảnh cho bản thân chúng ta nữa. Ví dụ như với Z Fold chẳng hạn, đây là dòng máy mà đem lại cho người dùng một cái cảm giác là à, tôi là một người ở trong tầng lớp quý tộc, phải nói như thế, là một người doanh nhân thượng lưu đúng không? Doanh nhân là một người mà rất là chú trọng vào công việc, đem lại một cái phong thái như thế. Hay là với Z Flip thì là một dòng máy dành cho các bạn trẻ trung muốn đột phá, muốn phá vỡ những cái giới hạn mà trước đây thế điện thoại cũ không có được. Đó là những cái hình mặt về mặt hình ảnh. Khi chúng ta mua một điện thoại, chúng ta cảm giác là à, nó sang, à, mình cảm giác là mình trẻ trung, mình là Gen Z như vậy. Thì đấy là những cái giá trị mà điện thoại Trung Quốc hiện tại vẫn chưa làm được. Chúng ta nói chuyện với nhau quá nhiều về công nghệ, chúng ta hiểu được cái sự khác biệt của những cái dòng điện thoại như thế này với những dòng điện thoại Trung Quốc. Còn những người sử dụng bình thường thì anh có nghĩ là họ, đây là hệ quả của việc làm truyền thông rất mạnh từ Samsung không? Và khi mà nhắc đến điện thoại thì người ta chỉ nhắc đến điện thoại Samsung. Đầu tiên họ là hãng điện thoại lớn nhất thế giới và họ có lịch sử lâu đời về làm điện thoại rồi. Thế cho nên là mình nghĩ đây không phải là một cái thành công mà nó chỉ là gọi là Samsung ăn may, mà là nó đến từ cả một cái quá trình, cả một cái gọi là nền văn minh lịch sử của Samsung trong suốt vài chục năm qua trong việc phát triển điện thoại. Khi nhìn vào Samsung thì họ nhìn đến việc là Samsung là một hãng là không ngại thử nghiệm những cái mới và là hãng đi đầu trong công nghệ điện thoại màn hình gập. Và khi như mình đã nói là cái chuyện là mình mua một điện thoại thì mua cả hình ảnh cho mình, cả hình ảnh cho bản thân mình nữa, thì khi mua một cái máy Samsung thì đem lại cho họ là à, mình là một người không ngại những cái thử thách, không ngại tham gia thử nghiệm những cái mới. Thì đấy là những cái giá trị mà chỉ Samsung mới mang lại cho họ thôi. Với cương vị là một người đã từng làm việc phỏng vấn, nói chuyện với những người gọi là quan chức cấp cao, thì anh thấy là cái tỷ lệ người dùng điện thoại gập của họ có cao không anh? Rất cao, có thể nói như thế. Bởi vì là ở hiện tại có thể nói là iPhone là một thứ mà thứ nó quá phổ thông rồi. Ở phân khúc cao cấp thì ở Việt Nam chỉ có iPhone và Samsung. Thì iPhone là một thứ quá phổ thông mà bất kỳ ai cũng đều sử dụng. Họ cần tìm một cái lối đi riêng, họ lựa chọn Samsung. Và cái nhất, cái thứ hai là Samsung thì chỉ Samsung mới có cái bút S Pen thôi. Nó là công cụ cực kỳ hiệu quả dành cho những người làm việc, cũng như là cái màn hình tỷ lệ vuông này rất tuyệt vời để đọc văn bản, là một cái điều mà những người doanh nhân họ rất cần đến mà iPhone không thể làm được. Cảm ơn anh Minh một lần nữa đã đến tham gia với chúng em ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn Relapse. Đây, thưa quý vị và các bạn, một người mà sử dụng Samsung rất là nổi tiếng trên các mạng xã hội rồi. Em và anh Minh vừa nói chuyện về việc thương gia sử dụng điện thoại Samsung. Và Samsung cũng đã có cái thời gian ở Việt Nam lên đến là khoảng 20 năm rồi. Anh đã sử dụng Samsung được bao lâu rồi? Anh dùng từ chiếc Galaxy S1 đầu tiên đi. Thế thì cũng gần bằng em. Em là dùng S2. Anh là dùng S1, xong là lúc đi làm thì mình có tiền mua S2. Em nhớ hồi đấy em cũng mấy lần đạp xe bì bõm lên Chevrolet trên Thái Hà. Là một lần là mua con Z3, một lần là mua con S2 LTE, hồi đấy còn bán điện thoại xách tay. Nhưng mà bọn em vừa mới nói chuyện về việc là người dùng trung thành thế nào với những dòng điện thoại Samsung. Nếu mà chúng ta nhìn vào những con điện thoại gập năm nay thì rõ ràng là không có quá nhiều sự khác biệt đúng không? Không, anh thì có khác biệt mà. Không, mình nói riêng về con Z Fold đi. Nói riêng về con Z Fold đúng không? Thì anh thấy khác biệt không? Nói chung là anh không thấy khác biệt nhiều, nhưng mà anh cầm lại rất thích. Nhưng mà cái thích này của anh nó nằm ở việc là anh là fan hay là anh thấy là nó thích thật? Anh thấy nó thích thật, không phải là fan. Bởi vì là trước anh cầm cái con Z Fold 4 thì anh rất khó chịu một cái điều là nó có khe hở ở đây. Và con này nó khắc phục được cái điều đấy và nó nhẹ hơn một chút. Các bạn thấy không? Tất cả những phân tích của anh Minh vừa rồi thì đều ứng nghiệm với cả anh Huy. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là người ta đâu có mong chờ những thứ mà chúng ta cần đâu. Đúng rồi, với những người dùng ấy thì họ không đòi hỏi quá nhiều thôi. Chỉ cần là có cái nâng cấp và cảm giác là thấy vui với cái nâng cấp đấy thôi. Nhưng mà ví dụ đấy lại thấy vui.
Thế còn có những người không thấy vui thì sao? Anh thấy là kiểu nó sẽ phân ra thành kiểu hai kiểu người ấy. Một kiểu người lần đầu tiên mua những cái điện thoại gập như này, và những người đã sử dụng gập như này, thì có thể là với những người đang sử dụng Galaxy Fold 4 thì họ sẽ có thể là sẽ skip qua 5 để họ mua 6. Nhưng mà với người lần đầu cầm con này thì anh thấy cũng không có gì để chê mà. Nhưng mà cái điều anh nói nó có đồng nghĩa với cái việc là bây giờ người dùng mới là Samsung đã thành công trong việc là người ta có thể convert được không? Ví dụ ông đang dùng một con iPhone đi, tôi chuyển qua Z Fold 5 là người ta đã gọi là tự tin sẵn sàng để Samsung đưa cho họ để dùng chưa? Cái này thì hơi khó đấy, bởi vì là nó phụ thuộc vào rất nhiều cái vấn đề là thói quen sử dụng ấy. Khi người ta sử dụng iPhone ấy thì người ta có một cái thói quen sử dụng, người ta quen với những cái như thế rồi. Khi người ta chuyển qua một cái điện thoại mới thì người ta phải làm quen lại từ đầu. Đấy, với những người mà kiểu sẵn lòng dành thời gian để làm quen và học thì ok, còn với những người mà kiểu là chỉ là thấy hứng thú và mua thì thường là sẽ họ bán qua rất nhanh, bởi vì họ là không quen, họ lại thấy nhớ những cái cũ hơn. Thế bây giờ em hỏi anh một câu cuối cùng thôi, đấy là dưới cương vị là một Note và một Samsung fan, anh thấy là những cái nâng cấp dù ít như thế này nhưng mà những cái thứ kèm theo và về tổng thể, anh có hài lòng với cả hai con máy của năm nay không? Nói chung là năm nay anh chẳng biết chơi cái gì cả. Ví dụ như năm trước thì anh hơi khó chịu với cái đấy và trọng lượng nó vẫn còn nặng, nhưng mà năm nay thì anh cầm nó không khác gì một cái điện thoại bình thường anh cầm. Nói chung là cảm giác nhẹ hơn. Còn cái dòng Z Flip thì là anh thấy là kiểu mấy chị em xung quanh anh hỏi mua rất nhiều ấy. Nhưng mà những điều anh nói, Huawei, Vivo họ làm được hết mà. Đâu, ai mà làm được hết đâu. Ủa, họ làm ra mấy con máy đã lắm luôn, gập vào dùng. Rồi, anh đã dùng tất cả những con điện thoại gập có mặt trên thị trường này rồi, kể cả những con chưa bán ở Việt Nam. Thế thì anh thấy nó khác biệt như nào? Thực ra thì có những hãng làm rất tốt, ví dụ như là Huawei, những cái điện thoại gập khác ấy, thì có một cái điểm yếu là không được tối ưu nhiều về phần mềm. Nói gì thì nói thì Samsung có nhiều mối quan hệ với Google. Đúng. Và những hãng phát triển phần mềm khác thì họ sẽ dành thời gian để tối ưu cho chiếc Fold nhiều hơn là cho với những chiếc điện thoại khác. Bởi vì sản lượng điện thoại gập bây giờ thì gần như là phải 90% là của Samsung rồi. Mà các bạn phải lưu ý là đây không phải là câu chuyện một sớm một chiều đâu. Chúng ta hay nói chuyện là tại sao chúng ta không tối ưu đi, đúng không? Nhưng mà tối ưu như thế nào? Phải có một tiềm lực tài chính, phải có một cái nguồn lực nó rất dồi dào mới có thể làm được điều đó. Trong một chuyến đi thăm nhà máy của Samsung là em đã đến một cái phòng thí nghiệm của họ. Riêng cái việc là rơi điện thoại thôi là họ cũng có máy ném điện thoại. Hoặc là riêng cái việc là ai dùng bị lỗi gì thôi nhá. Ví dụ dùng Facebook bị lỗi là người ta báo cáo lại và sau đó người ta phải tạo ra cả một cái phòng lab để check về cái lỗi đấy. Mà nó rất là tốn tiền. Hay kể cả ví dụ như là một ngày đó anh mở nhận diện không mặt lên, anh không nhận diện được, thì người ta cũng phải lắp lại một cái gương mặt 3D khác để người ta test lại từ đầu. Mà đấy mới chỉ là nội hàm những cái ứng dụng của Samsung nhá. Còn những ứng dụng của bên ngoài nữa thì hàng trăm, hàng tỷ, hàng triệu, 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 triệu những cái lỗi khác. Thì rõ ràng là đến thời điểm bây giờ thì Samsung họ làm phần mềm vẫn ổn nhất trong những hãng còn lại. Anh nghĩ là với cái tiềm lực đấy thì ngoài Apple ra thì chắc cũng không có hãng nào khác ấy. Thì nó giống như ở trong ô tô là chuyển từ xe xăng đến xe điện đi. Nó phải đòi hỏi một cái gọi là hạ tầng phần mềm. Đúng, chính xác, chính xác. Thế bây giờ anh bao giờ nghĩ đến chuyện là người ta sẽ đổi từ điện thoại điện sang điện thoại xăng không? Ôi, cảm ơn anh Huy một lần nữa. Chúc anh sẽ có một quá trình sử dụng điện thoại thật hạnh phúc nhá. Bye bye anh Huy, bye bye các bạn. Trước khi bye bye thì nhớ nhắc các bạn dùng Samsung đi nhá. Vâng, và chào mừng anh em đã quay trở lại với Anh Em TV. Và mình là Hải Triều. Bắt đầu thôi. Cùng anh em nó quay trở lại với Relax. Đây là chiếc Galaxy Z Flip 5. Anh thấy hôm qua em dùng cả ngày. Đúng rồi. Cái em muốn hỏi đây là những cái nâng cấp nhỏ như vậy trong cái quá trình mình dùng bằng tay ấy, mình trải nghiệm hàng ngày, bao gồm cả cái màn hình này nữa, nó có mang lại cho em những cái trải nghiệm khác biệt hoàn toàn không, hay là nó chỉ sơ sơ thôi? Thực ra em thấy là cái nâng cấp đáng giá nhất của Samsung năm nay là cái phần màn hình ngoài ấy. Tại vì hôm qua anh cũng ở đằng sau em, anh biết đúng không? Thì hôm qua em phải tự quay video. Lúc ấy anh Huy đang đi mua đồ lưu niệm. Thì với một cái màn hình ngoài lớn hơn thì em có thể tự xem được là mình đang quay gì, mình tự căn được như thế nào. Mình nói chung là mình tự túc tất cả mọi thứ. Vậy không phải là những hãng Trung Quốc hãng làm được à? Nếu như tính ở thị trường Việt Nam bây giờ nhá, thì em nghĩ là cái lựa chọn gọi là an toàn nhất để cho người dùng Việt Nam họ có thể mua được thì em nghĩ vẫn là Samsung. Thế bây giờ anh hỏi em là với cương vị là một người trẻ, mình lựa Z Flip, mình có cái điểm gì khác biệt hơn so với bình thường hay không? Sang Hàn Quốc thì em thấy là mọi người dùng Z Fold và Z Flip khá nhiều. Rất nhiều luôn ấy. Rất nhiều. Đặc biệt là vừa rồi em có đi cái K-pop store ấy. Vừa xong đúng không? Vừa xong. Thì các bạn trẻ các bạn ấy dùng rất nhiều luôn. Nhưng mà ở Việt Nam thì lạ một điều là nó chưa phổ biến lắm. Tất nhiên là vẫn có người dùng, em có thấy người dùng, nhưng mà nó chưa được nhiều như ở bên Hàn Quốc. Thì em nghĩ là
có thể là với cái đời này thì các bạn trẻ các bạn ấy sẽ mua nhiều hơn. Nhưng mà với cương vị là một người gọi là giao tiếp rồi làm việc với rất nhiều các bạn trẻ thì em thấy là cái thái độ của bạn ấy với những con điện thoại này như thế nào, chứ đừng nói gì đến việc là chúng ta có một cái nâng cấp là màn hình lớn. Các bạn ấy thường là các bạn ấy sẽ rất bất ngờ. Tại vì hiện tại là các bạn ấy đang sử dụng điện thoại thanh. Điện thoại thanh khi mà em đi sự kiện ấy. Lúc trước em có dùng con Z Flip 3. Lúc mà em đi sự kiện nhá, hay là em vào thang máy nhá, em mở cái này ra này, họ sẽ kiểu thế. Rõ ràng là người ta vẫn đang cảm thấy rất là lạ lẫm với những điện thoại gập như này đúng không? Họ vẫn cảm thấy bất ngờ, nhưng mà em nghĩ là trong thời gian tới thì họ sẽ quen dần với cái này thôi. Vậy em có thấy là cái sự nâng cấp ít của họ nó là hợp lý hay không? Bởi vì rõ ràng thị trường Việt Nam chúng ta cái sự quen thuộc với cả những con điện thoại gập dọc thế này nó không phải là quá nhiều. Không, em thấy khá là thú vị với cái máy này đối với những ai mà kiểu không muốn làm phiền người khác quá nhiều mà muốn kiểu tự quay video các thứ thì cái này hoàn toàn có thể. Nhưng mà em thì em mong là pin nó sẽ trâu hơn nữa. Cái này hỏi về thế mạnh ngoài chiều là khi mà mình đi làm sự kiện, mình tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, em có nghĩ rằng các bạn sẽ thích thú với cái này không? Thích thú với cái sự nâng cấp màn hình lớn này không? Em thấy các bạn ấy thích mà, các bạn ấy kiểu đấy, như em bảo ấy, các bạn ấy rất là bất ngờ ấy, kiểu khi mà em mở cái máy ra, các bạn sẽ kiểu anh này dùng máy gì xịn thế. Các bạn có nhờ em được điện thoại không? Có nhiều bạn bảo em là anh có thể drop tên điện thoại của em không? Okay. Chúng ta không khuyến cáo các bạn làm theo. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng với cương vị là những người gọi là chuyên gia phân tích này, thương gia này, rồi đến bây giờ là những người trẻ này thì đều có những cái nhìn cũng khá là tích cực với dòng điện thoại như này. Rõ ràng là Samsung năm nay họ đang muốn hướng đến những cái đối tượng người dùng trẻ hơn. Năm nay thì mọi người để ý thì mọi người thấy là Samsung họ đẩy Z Flip 5 khá là nhiều, khá là mạnh. Có thể là một phần cũng là vì họ muốn dành cho những cái sự bất ngờ cho Z Fold 6 và Z Flip 5 thì đây mọi người thấy là ngoài biển quảng cáo ấy, toàn là Z Flip 5. Cảm ơn Triều đã dành thời gian này cho anh nhé. Anh em mình vừa nói về điện thoại gập, nhưng mà Dương có đồng ý với anh một việc là những con điện thoại này nó nâng cấp vẫn ít so với thế hệ trước không? Đúng, cái này không phải là chỉ có một mình là người nhận ra điều đó, mà rất nhiều bạn khán giả khi mà xem các clip TikTok, YouTube của em, của anh hay là của tất cả các reviewer khác, họ đều nói rằng là ui, năm nay lại không có gì quá đáng kể để nâng cấp, không có gì đáng phải mua cả. Thì cái điều này em hoàn toàn hiểu, nhưng mà cái sự nâng cấp đó nó đáng giá. Ví dụ như là năm ngoái đi, chúng ta có con Z Fold 4, nó chả có nâng cấp quái gì về ngoại hình ngoài cái việc là cái màn hình ngoài của nó, đúng không? Nó làm to ra một chút, rồi là bản lề nó gọn hơn một chút. Năm nay thì đấy, bản lề nó lại khít hơn một tí. Đấy, rồi là con Z Fold 5 thì cái màn hình ngoài của nó thì lại to ra để giúp chúng ta làm nhiều việc hơn. Và rõ ràng như mình thấy là làm phần mềm trên điện thoại gập ấy, đấy mới là cái quan trọng. Khi mà anh em mình ở Gumi thì anh em mình cũng đã đến một cái phòng thí nghiệm. Và cái phòng thí nghiệm đấy người ta test từng cái lỗi một, và rõ ràng là cần phải có những cái tiềm lực như thế nào thì họ mới làm được kỹ về phần mềm như vậy. Có lẽ là Samsung đang là người dẫn đầu rồi. Tuy nhiên chúng ta nói về cái việc là cái sự nâng cấp ở trên đây nó không quá đáng kể. Vậy thì theo như Dương Công Nghệ thấy, cái sự nâng cấp lớn nhất của năm nay nó sẽ nằm ở đâu? Ở trên từng chiếc máy này. Ngay như con Galaxy Z Flip 5 này thì em thấy cái sự nâng cấp lớn nhất của nó đây, đương nhiên nó sẽ là về cái màn hình ngoài này. Cái màn hình ngoài này trong một video review của em làm thì em đã nói rằng là các hãng điện thoại kể cả Trung Quốc hay là Samsung nhá, mà họ làm cái điện thoại gập dạng vỏ sò như này này, chắc là cũng chỉ có ganh đua nhau về cái mặt màn hình ngoài mà thôi. Bởi vì là về phần mềm thì rất khó để anh có thể làm khác biệt trên một con điện thoại dạng vỏ sò, và Samsung họ đang đi rất đúng cái hướng đó. Họ cho chúng ta một cái màn hình ngoài lớn, và cái quan trọng là nó hoạt động được rất là trơn tru và mượt mà với cả màn hình bên trong. Như các bạn thấy là năm nay Samsung họ làm rất an toàn nha. Họ mới chỉ đưa có hai cái ứng dụng vào thôi, một là Netflix và hai là YouTube. Họ bảo đây là hai cái ứng dụng mà có thể trình chiếu được trên màn hình ngoài, và cái vấn đề là nó hoạt động rất rất ngon. Thậm chí là với những ai mà dùng YouTube Premium thì nó còn có một cái capsule hình cái viên thuốc nho nhỏ ấy, chạy ở màn hình ngoài nữa. Thì đó là những cái em thấy Samsung họ làm rất tốt đấy chứ. Nhiều người nói thì đây là sự an toàn đến Samsung. Rõ ràng là Z Flip 5 nó là một sự đột phá rồi, thế còn Z Fold 5, người ta nói là đây cũng là một sự đi đúng hướng của Samsung, thì em thấy đi đúng hướng ở đâu? Con Z Fold 5 này thì cái đúng hướng của nó như em thấy đó là họ làm cái bản lề khít lại. Cái bản lề khít lại này bên cạnh cái việc là Samsung họ có một thứ để họ nói rằng là điện thoại của chúng tôi là có nâng cấp đấy, thì họ cần bắt buộc phải làm điều này, bởi vì tất cả các hãng Trung Quốc đều làm được rồi. Với vị thế là một người tiên phong, không có lý do gì mà Samsung lại không làm như thế. Nếu họ không làm thế nhá, cái câu chuyện nhá, cái điện thoại mà có bản lề nó hở hở này, nó sẽ làm câu chuyện muôn đời về sau. Nhưng anh thì nghĩ là đấy là một câu chuyện của năm nay thôi. Anh có may mắn là được nhìn cái này ngay từ trước khi ra mắt được rất lâu rồi, anh đã nhận định ngay là đây không phải là một cái thiết kế mà họ định hướng từ đầu. Ok, cảm ơn Dương Công Nghệ nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Slam. Yeah.